Bạn có thể yêu Messi, có thể ghét Ronaldo, nhưng bạn chắc chắn không muốn tách rời hai con người này ra. Thật đấy, họ là đối thủ, là kình địch, nhưng cũng là tri kỷ, là động lực. Messi vĩ đại nhất thế giới, điều này chắc không nhiều người tranh cãi. Nhưng Messi có vươn được đến tầm đó không nếu chỉ dựa vào ý chí của mình? Không đâu, trước thời Messi, cầu thủ vĩ đại nhất cũng chỉ có 3 quả bóng vàng. Messi giành 3 quả bóng vàng khi mới 24 tuổi. Đến đây chắc chẳng còn động lực gì để phấn đấu nữa. Đấy là câu chuyện chung của những huyền thoại ngày xưa. Họ chẳng có một đại kình địch xứng tầm để buộc bản thân phải đột phá giới hạn. Nhưng may cho Messi, anh có Ronaldo. Cảm ơn Ronaldo vì đã không bỏ cuộc cho đến tận bây giờ. Sự hiện diện của Ronaldo nhắc nhở Messi rằng đằng sau lưng anh luôn có một người đang chạy cật lực để đuổi theo. Điều này quan trọng lắm, đặc biệt là trong thể thao. Cả Ronaldo và Messi đều cho bản thân mình cùng đối thủ một cái đích để vươn tới hết năm này qua năm khác. Hãy thừa nhận với nhau đi, ngày mà Ronaldo rời Real Madrid và Messi chia tay Barcelona, một phần tuổi trẻ của chúng ta cũng khép lại. Khi Messi và Ronaldo không còn trực tiếp đua tranh nữa, thế giới bóng đá cũng như bát cháo hành của thị nở, nó nhạt đi rất nhiều. Bóng đá châu Âu đang bước vào mùa giải mới, nhưng mùa 2023-2024 cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm lục địa già không còn cả Messi và Ronaldo. Ngày hai anh từ bỏ bóng đá đỉnh cao để lui về, tôi không biết là mình có thể buồn đến như thế. Nhưng thật may mắn, ở những vũ trụ xa xôi, cách nhau cả nghìn năm ánh sáng, Messi và Ronaldo vẫn đang truyền động lực cho nhau mỗi ngày. Sau màn ra mắt như siêu anh hùng của Messi trên đất Mỹ, Ronaldo đã có câu trả lời xứng đáng. Đã quá lâu rồi, chúng ta mới lại được dùng một cụm từ quen thuộc, Messi gọi và Ronaldo trả lời. Ở tuổi 38, Ronaldo cũng không muốn thua Messi một chút nào. Và những nỗ lực hơn nửa năm qua của CR7 đã được đền đáp bằng danh hiệu đầu tiên trên đất Saudi Arabia. Và thực tế cũng là chiếc cúp đầu tiên sau 2 năm. Danh hiệu gần nhất của Ronaldo là Coppa Italia 2021. Sau đó anh 7 trở lại Man United và trắng tay kể từ đó cho tới lúc cập bến Al Nassr. Ở giải đấu tưởng là dễ farm gà như SPL, Ronaldo cũng liên tục lỗi hẹn với các danh hiệu cho tới khi bước vào trận chung kết Arab Club Champions Cup. Ronaldo lãnh đạo một màn ngược dòng ngoạn mục của Al Nassr cho Al Hilal khi mà đội bóng áo vàng vừa bị dẫn trước, vừa phải chơi thiếu người từ phút 71. Đẳng cấp của một ngôi sao lớn đã thể hiện đúng lúc. Những gì Sadio Mane hay là Brozovic không làm được thì Ronaldo làm được. Đừng chê, những pha làm bàn của Ronaldo đều là dứt điểm cận thành. Đó là ngón đòn sở trường của cầu thủ này và không phải ai cũng có thể thực hiện chót lọt dễ dàng đến như thế. Mỗi cầu thủ có một phẩm chất, một phong cách riêng biệt. Ronaldo bây giờ đã tiến hóa thành tiền đạo cắm nên việc anh ghi bàn trong vòng cấm là điều đương nhiên. Không thể bắt Ronaldo làm được những skill đỉnh cao như thời trai trẻ, đi bóng qua 3-4 người hay là sút xa 35m. Cái cần trân trọng ở đây là anh vẫn hữu dụng với đội bóng của mình và biết tỏa sáng vào thời khắc quan trọng nhất. Pha ăn mừng chu mỏ của Ronaldo thực sự rất gợi đòn và nó sẽ hút thêm nhiều anti-fan hơn nữa. Nhưng có sao đâu, Ronaldo mà, anh chính là chàng trai thị phi, kẻ thách thức dư luận, một bad boy đúng nghĩa nếu so với những giá trị truyền thống. Nhưng bạn có công nhận với tôi không? Ronaldo phải như vậy thì chúng ta mới có thêm nhiều chuyện để nói, để mà phân tích và bình phẩm. Tôi không thích drama, tôi chỉ muốn nhìn vào mặt tích cực của mọi câu chuyện. Ngày mà Ronaldo còn cố gắng theo đuổi Messi là ngày mà người hâm mộ còn được tận hưởng. Nếu một trong hai bỏ cuộc, hoặc buồn hơn là cả hai, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy mình mất mát nhiều lắm. Một người ở Bắc Mỹ, một người ở Trung Đông, Messi và Ronaldo chưa bao giờ xa nhau đến thế. Thế nhưng thật tuyệt vời khi sợi dây liên kết giữa họ lại được nối lại. Khi Messi gọi đến số của Ronaldo, âm thanh phát ra không còn là thuê bao không liên lạc được. Ronaldo đã nhấc máy, đã online rồi. Hãy tin là với một người tham vọng như Ronaldo, danh hiệu đầu tiên ở vùng vịnh mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tôi thích cái cách mà Ronaldo chiến đấu. Dĩ nhiên với một siêu sao có cái tôi lớn và lòng tự trọng cao ngút trời như là Ronaldo, anh không cho phép bất kỳ ai xem thường mình. Cũng giống bao lần khác trong sự nghiệp, tiền đạo người Bồ Đào Nha bỏ ngoài tai mọi lời mỉa mai, châm chọc và so sánh để âm thầm chứng minh năng lực trên sân cỏ. Một khi Ronaldo bị chạm vào lòng tự ái, anh đều vùng lên đầy mạnh mẽ. Cho đến nay thì điều này luôn đúng và đó chính là điểm khác biệt to lớn giúp CR7 luôn đứng trong hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Arab Club Champions Cup chính là sân khấu để Ronaldo thể hiện mình. Đây là giải đấu Al Nassr chưa bao giờ đăng quang trong lịch sử câu lạc bộ và CR7 quyết tâm mang về danh hiệu này cho đội bóng của mình. Kể từ trận gặp US Monastir tại vòng bảng, siêu sao 38 tuổi đã không ngừng nổ súng, trong đó có pha lập công quan trọng gỡ hòa trước Zamalek đưa Al Nassr tiến vào vòng knockout. Trong mắt của nhiều người, chức vô địch Arab Club Champions Cup chỉ thuộc dạng soàng xĩnh, nhưng chúng ta đòi hỏi gì hơn nữa ở một tiền đạo đã 38 tuổi như là Ronaldo.
Ở cái tuổi này, phần lớn cầu thủ đã kết thúc sự nghiệp từ lâu, song CR7 vẫn giữ cho mình ngọn lửa đam mê và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Với các fan Ronaldo, được nhìn thấy thần tượng của mình gánh team, tươi cười đoạt danh hiệu đã là một hạnh phúc vô bờ bến. Quan trọng nhất, Ronaldo đã tiếp tục sứ mệnh của mình, nhắc nhở Messi rằng tuổi 36 có gì đâu mà phải dừng lại. Ronaldo không già, thì Messi cũng chẳng già. Bọn họ chỉ là hai ngôi sao hơi nhiều tuổi một chút thôi, nhưng miễn là đôi chân vẫn chịu nghe lời thì đấy chính là tuổi trẻ. Messi ghi bàn liên tiếp trong 5 trận, Ronaldo cũng ghi bàn trong 5 trận. Messi phá kỷ lục này, Ronaldo phá kỷ lục khác. Messi làm được A, Ronaldo phải là A cộng. Sau đó Messi chuyển sang B và Ronaldo lại là B cộng. Cuộc đuổi bắt này rất vui, đừng để nó dừng lại. Fan Messi hãy cố gắng dẹp bỏ hận thù mà coi Ronaldo như một người bạn. Chỉ là cậu bạn này không thân thiện như những người khác. Anh ta có chút vị kỷ, có chút tham lam, nhưng nhìn chung là luôn hướng về phía trước. Trong nhóm bạn nào cũng sẽ có những thành phần như vậy. Tạo hóa chính là muốn có sự đa dạng này để làm động lực phát triển. Chính những con người khác nhau sẽ giúp nhau hoàn hảo hơn theo từng cách riêng. Tính của Ronaldo là vậy, và sẽ càng như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, CR7 chính là một trong những người nổi tiếng nhất trên các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội. Anh đã đạt cột mốc 500 triệu người theo dõi trên Instagram vào tháng 11 năm 2022 và chỉ mất chưa đầy một năm để đạt được 600 triệu. Chân sút người Bồ Đào Nha trở thành cá nhân đầu tiên làm được điều này. Rõ ràng, về phương diện truyền thông xã hội thì Ronaldo đang chiến thắng trong cuộc chiến với Messi. Nhà vô địch World Cup 2022 có 482 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cao thứ hai trên nền tảng này, với Selena Gomez ở vị trí thứ ba với 427 triệu. Là một phép cộng đơn giản, chúng ta có thể nói rằng Ronaldo và Messi đã thu hút sự quan tâm của hơn 1 tỷ người. Nhưng không, con số đó sai rồi. Rất nhiều người theo dõi Ronaldo cũng theo dõi Messi. Giống như tôi, họ thích sự cạnh tranh này, muốn biết hai siêu nhân này làm gì mỗi ngày mà có thể duy trì trạng thái chiến đấu lâu đến vậy. Không biết nữa, nhưng chừng nào còn có thể, tôi sẽ tận hưởng cuộc cạnh tranh này mỗi ngày.